Bây giờ bánh tu xì có ai làm cái đề mình trước thôi. Rồi, 1, 2, 3. Ok, rồi, anh tấn công trước đi. Vì hôm nay đầu tiên, đội của Hứa Minh Đạt và Quách Ngọc Tuyên sẽ là đội tấn công. Thôi đi về đi ba. Về cái gì nhà mình mà mày khùng hả? Mày biết mày mất phương hướng luôn hả? Mình đang ở nhà mình. Chào. Có hẹn với người ta rồi. Con sợ. Không có gì đâu sợ. Con ngại. Tới thì vô đi. Đứng lấp lấp lo lo kì. Đừng cho con nhìn mặt. Anh người lớn anh qua nói chuyện, để con gái anh qua bên kia. À. Con gái anh đi qua bên kia. À, con gái. Con người lớn nói chuyện. Con cầm giùm ba cái này nghe con. Chào người ta. Nhìn cái mặt nó nai kìa. Nhìn cái mặt nó nai kìa. Thấy thương ghê chưa? Anh trai. Con biết là mình có tuổi không? Nai làm cái gì nữa? Con người lớn đang nói chuyện. Dạ. Im lặng. Ba khó tính lắm. Dạ. Nghe chưa? Dạ không biết. Thật ra thì chuyện đâu còn có đó. Không có đó. Chuyện đâu là có đâu, còn chuyện đó mới có đó. Chứ sao đâu ra đó được. Anh đừng có nói chuyện kiểu đó được. Bây giờ vậy. Ba nói đi ba. Bây giờ nè. Tụi nhỏ nó cũng lớn hết rồi. Đủ tuổi vị thành niên hết rồi. Đủ lông đủ cánh anh hiểu không? Con mới 16 tuổi à. Nhưng mà con nhỏ này tới 30 tuổi. Gấp đâu tuổi mày? Không. Nhưng mà tao giải quyết. Mày con thích. Mày mê gái hả? Con mắc cỡ, con mắc cỡ mà đừng có kể mà. Cái mặt mày mắc cỡ tao nhìn muốn ói quá. Mày nhìn mày thèm ra mặt mắc cỡ mày. Nhưng mà tóm gọn là có cái chuyện gì mà ông anh phải kéo cái chuyện này nó về nó. Đây. Nó kể cho tôi nghe. Tôi bây giờ tôi còn chưa hoàn hồn được. Mày đứng ra mày kể mà. Cái chuyện đó như thế nào mày kể cho người ta nghe. Con trai, con kể cho bác nghe, bác còn biết đường bác phân xử con. Vào một đêm trăng thanh gió mát. Sau đầy trời. Nắng chói chang. À, thầy, con kể mày. Một đêm trăng thanh gió mát mà nó bị mà nói nắng sao vậy? Sao đánh con tôi? Sao đánh con tôi? Đâu ra đâu mà đó ra đó. Nó nói sai tôi phải dạy nó. Trời ơi, nhiều khi tôi muốn đánh con anh mà sợ bị hổ. Nói chuyện cho ba nghe đàng hoàng coi, anh mạnh mẽ lên coi. Bây giờ mày kể đầu đuôi câu chuyện sao? Sao buổi chiều thứ bảy con đi học về. Anh đâu có ẹo ẹo vậy đâu. Bé tường. Mày xưng hô đàng hoàng. Bắt con gọi bằng bé. Kêu bằng cô. Dạ. Thôi. Cô Tường. Thôi anh đâu có kêu vậy đâu, anh kêu bằng bé mà. Kêu là Bức Tường đi chứ có gì. Thầy á. Dạ. Bức Tường dụ dỗ con đi chơi vào một điểm vắng, cầm theo một chai rượu 1 lít, bắt con uống sập. Anh nói gì kỳ vậy? Lúc đó hả? Cô Tuyên, cô nói là thích đứng dựa vô bức tường có không? Có nói đi học về mỏi chân quá muốn đứng dựa vô bức tường không? Con đã lỡ tay con thấy bức tường mềm mềm. Con nói là sao nữa? Con uống rượu vô. Uống rượu vô rồi sao? Tường dụ con rồi. Chuyện gì xảy ra con không biết. Bây giờ tường báo với con là đã có bầu. Trời ơi. Bác ơi, có bầu đâu có gì lớn lao đâu mà bắt vô trời dữ vậy. Nhỏ nó lớn, ba con dạy con là gia phong về nề nếp đàng hoàng. Con 30 tuổi nhưng mà cô Tiên là mối tình đầu của con đó. Đó là lấy cái ngàn vàng của cô luôn đó hả? Dạ. Trời đó, ông anh thấy chưa? Con gái tụi nó lỡ dài nó đem đi cho hết vậy đó. Tôi chưa tin chuyện đó được. Con ngàn vàng mà sao chuyên nghiệp quá vậy? Một lần thôi mà dính tay. Nè. Cái nếu mà bác nói vậy là không có đúng đàng rồi. Đàng nha. Sao mà biết vụ chuyên nghiệp hay không à? Tại sao nó mới vừa kể tôi nghe kìa, nó con nít nó không biết nói xạo. Cô Tiên nè. Cái lần hôm đó đi học về đó, cô Tiên nói bao là muốn thích đứng giữa bức tường à. Là ngày hôm đó là xách theo một chai rượu. Không có tường dắt theo. Tường dắt theo chai rượu nhưng mà Tiên uống mà. Tường ép Tiên uống quá. Nhưng mà bữa đó là lần đầu chứ mấy lần sau á là Tiên ép Tường mà. Tường còn cầm tay lần sau hả mày? Thì mấy lần sau mới dính bầu chứ mấy một lần đâu có dính bầu đâu. Con nhớ là bữa đó con uống rượu cái Tường cầm tay con nè. Uống đi anh. Mà uống rượu ngon không? Đưa mồi cái Tường cầm tay con bỏ bắt đưa mồi vào ba. Mà rượu ơi, uống rượu xong rồi mày ăn mồi luôn hả? Ừ. Con thằng này đúng xỉn thiệt. Con hỏi mồi đâu cái bóc qua đây là cái. Nhưng mà mấy lần sau đó là toàn cô Tiên tới kiếm con không à? Bây giờ dạt cái này qua. Giờ chuyện người lớn mà nói chuyện với nhau nè. Bây giờ là mục đích ông anh bây giờ muốn vụ gì? Con chứ nó còn nhỏ dại. À. Dạ, chuốc rượu cho nó. Xong bây giờ hai đứa nó có một giọt máu rồi.
Bây giờ anh tính làm sao? Con tôi còn học chưa tốt nghiệp. Bây giờ anh nhưng mà bác sao? Tính làm sao bây giờ, còn có 4 tháng nữa là con đẻ rồi. Thì bây giờ anh tính đi. Được rồi, tôi người lớn tôi cũng hiểu chuyện chứ. Bây giờ con thích thì ông mấy này hai đứa về với nhau đẻ con ra đàng hoàng. Chịu không? Cô Tiên chịu không? Tiên sao cũng được. Chuyện này có mồi nè, mình nhậu nữa không? Nhưng mà người lớn chưa có nói chuyện sao? Dạ. Mấy nó chịu hoài à. Tình yêu đây là tình yêu đầu đời của con gái tôi. Chuyện đó là cái ngàn vàng nó cũng đã trao cho con trai anh. Tôi cũng ngàn vàng. Đây cũng ngàn vàng. Đâu mà ngàn vàng, quan trọng vậy nè. Hồi nãy ông anh nói cũng có lý, bây giờ ông anh cũng quá vợ. Bây giờ hai đứa nhỏ nó cũng vậy. Không mấy ông anh về cưới tôi luôn đi. Nói gì vậy? Không. Sao cuối đời vậy? Cuối cùng là vợ tôi cũng mất sớm. Tôi vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi nó khôn lớn tới ngày hôm nay. Là một mình anh luôn á hả? Một mình luôn, gà trống nuôi con cực lắm chứ. Thôi được rồi, qua thấy mình bạn già. Con thấy vậy nè, bây giờ á, không ấy bây giờ á, bác á qua nhà ba con, bác ở chung với ba con. Còn con á sẽ qua nhà ở với cô Tiên. Trời ơi, con không muốn xỉn nữa đâu ba. Thì nó ở nhà lầu. Cuối cùng người ta chấp nhận cưới rồi kìa ba. Cưới gì? Con có đem quà cưới qua luôn nè. Có đem quà cưới qua luôn hả? Có vậy cũng được. Sao rồi quy cho hai nó tới nhau đi, rồi mình là bạn già với nhau. Rồi vậy thôi, hết tiểu phẩm. Đáng lẽ là bên đây thắt đầu được quà cưới của mình, giờ tôi đưa ngược lại luôn đó ba. Anh bình tĩnh đi, tự tin lên coi, anh làm gì mà anh cứ khép nép anh run vậy? Anh phải chứng minh cho ba mẹ em biết là anh có thể làm được tất cả mọi thứ để lo cho em. Anh làm được. Ý ba mẹ về được kìa, Bà vô đây, bà bước vô đây. Ai sao tôi nói biết bao nhiêu lần? Chuồng khổ quá mà. Má vô ngồi đi má. Má ngồi đi má. Ôi ba mày kìa. Má ngồi đây đi má. Tôi nói mấy lần này là lần cuối nha. Tôi nói lần cuối mà làm nữa là chết với tôi rồi chưa? Vụ gì? Nói lần cuối vụ gì? Rồi đó giờ có nói lần đầu đâu mà. Ơi. Rồi sao? Có chuyện gì nói ba má nghe. Ôi ba thôi má. Ông vô móc ối đi. Rồi. Ông tỉnh chưa? Rồi. Ba tỉnh chưa ba? Rồi. Trời ơi, ối xong tỉnh queo luôn. Tỉnh queo rồi. Thưa ba, con giới thiệu với ba, đây là bạn trai của con. Dạ, con chào bác trai, bác gái. Đi về đi. Đi. Về ba, người ta chưa nói gì, tự nhiên ba chưa, người chưa, ta chưa, về câu, vậy? Câu, thấy câu, đẹp trai hơn tôi là tôi cũng thích rồi. Sao ông nói kỹ như vậy? Rồi, mọi chuyện sao, kể cho hai bác nghe. Tụi con cũng yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Nhưng mà con thấy cũng tới cái lúc con xin phép để cho hai gia đình qua lại với nhau. Con với lại em Thường về chung sống với nhau nhà. Má ngồi đi, má ngồi rồi con nói má. Mau qua lại, mau qua coi cái coi. Mà gia đình còn sao, con có công việc làm gì chưa? Dạ, con có chứ. Con làm cái gì? Con làm công nhân á. Dạ, con thợ hồ. Con thợ hồ? Dạ. Công nhân thợ hồ, kỳ vậy? Là thợ hồ thôi chứ. Má, tại vì... Ba gì chứ, mà hai ba luôn vậy mày. Má mà mày coi như ba vậy là quá thua rồi. Má đi để đâu kỳ quá, ba kêu má cậu đâu đi. Cái gu của ba thích má để đâu được. Má phải đi làm rất là cực khổ. Hằng ngày má phải làm gấu lùng. Má phải đi bán kẹo để mình nuôi sống gia đình. Con nói cho má nghe. Mà giờ cưới thêm thằng này nó nghèo khổ nữa, gia đình sẽ về đâu. Con phải cưới một đại gia, một con nhà giàu. Tôi cũng nghèo khổ, tôi cũng về gia đình bà. Gia đình bà cũng làm khó tôi như vậy. Bây giờ sao tôi vẫn cố gắng phấn đấu làm ăn, về gia đình giàu có cơ ngơ làm sao. Sao bà khó khăn với con? Khó sao không khó? Trời ơi, hồi xưa ông Vũ tôi xỉn. Ông Vũ tôi xỉn, xong mới ra con nhỏ này. Rồi bây giờ, phải cưới chứ sao? Có thể là bây giờ con chưa có tiền, nhưng mà con cũng có đi học đàng hoàng. Con cũng 2-3 cái bằng chứ ít hỏi gì. Đại học con gì? Học bên hãng hàng không đàng hoàng chứ bộ. Con học hàng không mà vẫn đi làm thợ hồ. Tại bây giờ là chưa có đủ giờ ba cho nên vẫn phải làm thợ hồ. Rồi bắt đầu không thích thằng này rồi. Tôi thấy nó xạo. Tôi thấy nó lái máy bay thật. Thì ra là cô lái máy bay. Nói chứ dạ bác trai, con nghĩ là bác trai là người cũng hiểu rõ được nhất. Ý mình nói tôi ngu quá hả? Dạ nãy giờ mới đang khen bác mà con chưa có chửi bác không nào. Con nói cho ba má nghe nè, đại gia là họ phải có tuổi thì họ mới có cái cơ ngơi, họ mới có tiền bạc. Nhưng mà nó ổn đến cuộc sống gia đình con hơn. Dạ nhưng mà ví dụ như sau này á, rồi ví dụ như con đau ốm bệnh hoạn á, thì chồng con á mà lớn tuổi quá rồi đâu, con thì bự vậy nè, đâu có ẩm, đâu có bồng con, đâu có đưa con vô bệnh viện. Đâu có. Đâu có được. Bây giờ người ta kêu người làm, người ở. Nhưng mà đại gia bây giờ nhiều người trẻ tuổi lắm con. Không con đâu. Quan trọng là tụi con tới với nhau bằng tình yêu chứ không phải bằng tiền bạc. Nhưng mà vẫn nghèo.
quận phải đi bán xương gươm thì ba mẹ thì vậy con. Thằng này đi thợ hồ gia đình chắc bây giờ nè bây giờ có hỏi ba nè bây giờ ba má nè bây giờ có hỏi ba má rất là giàu nè thấy không bây giờ ba má có mình con là con thôi bây giờ mai mốt ba má trăm tuổi già đó rồi ba má đính là hột xoàn nè rồi nhà cửa của mình á ba má cho ai phải cho con không thì đâu có cần ảnh giàu chi đâu. Chú còn là ảnh thương con là được rồi. Má nói má đi làm gấu lùng, má đi bán xương gươm mà sao giàu không? Hồi nãy má mới nói hồi xưa ba nghèo nè, ba má không có chê ba nè. Ba thương con mà ba cho con cưới ba. Lúc đầu á thì tôi thấy đồng ý, cũng tội nghiệp. Dạ. Mà sao cái thằng này nó nói xạo không? Xạo sao ba? Nó có mấy cái bằng đại học. Lái máy bay nữa. Bác phải cho con qua được cái khúc này thì con mới lấy được cái bằng lái máy bay của con. Bây giờ cái mục đích của hai đứa tới đây muốn cái gì? Nói ba má cho tụi con lấy nhau. Dạ. Bây giờ ba má cho tụi con cưới nhau xong á là ba má giúp cho ảnh chút vốn là ảnh xin vô là lái máy bay được luôn á. Ảnh có bằng. Là về nhà tao phải sắm cho mày bộ đồ gấu lùng nó đi gán bán. Đúng rồi. Chú à, ba má thì con chơi cho ba má. Chú gì? Dạ, đây nè con lấy ai rồi chú ơi mày bà nội mất dạy hả cái gì vậy má mày 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 nổng ra hả trời ơi má không má thằng này thằng nào đây mà. Dạ con là bạn trai của em Trường mày đứng dậy coi đứng dậy đi anh nói cho ngoại em thương em lắm mày bự hơn tao là tao bực rồi đó ngoại cái chuyện bây giờ nè nói nghe nè cái chuyện mà hai đứa nó yêu nhau cưới hay không á thì hai đứa bay không được quyền quyết định mà tao mới là quyền quyết định đây nè ồ bà má không có được bây giờ tao quyết định nè ngoại ngoại cho hai đứa bay ngoại cưới yeah nhưng mà cái nào tao chết mới cưới còn tao sống còn ăn cưới dạ ngoại chết liền đó ngoại trời ơi